Tết nhất bao nhiêu là việc? Hơi đâu mà hầu. Tết nhất bao nhiêu là việc? Không ai hơi đâu mà hầu. Ôi giời, lề mề quá. Lề mề quá, ông đưa đây. Luôn nhanh của con. Ăn đi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Sao anh ra mà hầu? Mẹ ngồi đây. Chờ con xíu nhá. À, bớt được một gánh nặng. Đấy mà. Bớt được một gánh nặng. Đi công tác về rồi đây, không cần phải chờ đâu. Chồng về bây giờ. Chồng đi công tác về gì đây? Không phải đoán đâu, chồng về bây giờ. Ba, sao ba lại ngồi? Mẹ, sao mẹ lại ngồi ở đây? Khốn nạn. Cuốn lại này. Anh Hai đi công tác phải rồi à? Có quà cho bọn em không? Anh Hai không mua quà. Đừng bao giờ gọi tao là anh nữa.